Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin sáng thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Hôm qua, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận cùng các thành viên trong đoàn giám sát đã làm việc với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư. Theo báo cáo giai đoạn 2016-2021, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 7 chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của địa phương, đạt 100% kế hoạch giao. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành 6 nghị quyết quy định về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới, triển khai kịp thời các chương trình kế hoạch của Trung ương liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Về phân cấp thẩm quyền trong quyết định dự toán và ban hành chính sách thu, định mức, chế độ chi tiêu ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, cơ bản, phù hợp và đảm bảo được tính minh bạch thống nhất. Đánh giá cao những kết quả đạt được, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong công tác lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở một số cơ quan đơn vị và địa phương còn chậm. Công tác thanh tra kiểm tra còn ít, chưa thường xuyên, liên tục. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị Sở Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành để thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để ban hành văn bản chấn chỉnh công tác này trong thời gian tới, tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế thiếu sót trong triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các đơn vị địa phương. Cùng với đó, nhân rộng những cách làm hay hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Sở đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và kế hoạch chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2021 phù hợp với định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển các ngành lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư công được tăng cường, việc sử dụng vốn đầu tư công ngày càng hiệu quả, khắc phục tình trạng quyết định chủ trương và quyết định đầu tư dự án tùy tiện, nợ động trong xây dựng cơ bản. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả cao. Sở cũng đã tổ chức thực hiện 46 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuy nhiên, một số dự án đầu tư công được bố trí vốn nhưng chậm triển khai xây dựng, một số dự án giải ngân không đạt kế hoạch được giao. Nhấn mạnh, Sở Kế hoạch Đầu tư là cơ quan chuyên môn quan trọng để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển. Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, đề nghị đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, rà soát lại các văn bản, quy định pháp luật để triển khai quán triệt kịp thời, công khai, minh bạch trong quản lý vốn đầu tư, rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là năm 2022 trong bối cảnh phục hồi và tái cấu trúc lại nền kinh tế. Huyện Tánh Linh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021. Năm qua, huyện Tánh Linh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được quan tâm thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng được nâng cao, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng vũ trang huyện đã tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch và cơ sở cách ly, bảo đảm công tác hậu cần. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có hơn 114.300 trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm đủ 2 liều cơ bản vaccine phòng COVID-19, đạt 100% theo kế hoạch số 4076 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng này.
Hiện lực lượng y tế các địa phương đang tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ từ 12 tuổi, bổ sung nhóm trẻ có năm sinh 2010. Tỷ lệ tiêm mũi 1 hiện đạt gần 70% với 8.207 trẻ trong tổng số trẻ dự kiến là 13.459. Ngành Y tế Bình Thuận cũng đã chủ động rà soát và đề xuất nhu cầu vaccine phòng COVID-19 tháng 3 cho nhóm đối tượng là trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Qua thống kê từ các địa phương, ước tính toàn tỉnh có khoảng 146.860 em. Đây cũng sẽ là nhóm đối tượng nhỏ tuổi tiếp theo trong dự kiến lộ trình chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 sắp tới. Từ hôm qua, các cơ sở giáo dục tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bắt đầu tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh theo kế hoạch, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp, nhất là số lượng ca nhiễm trong trường học ngày càng nhiều, do đó hoạt động bán trú được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Sau 2 tuần dạy học một buổi và bắt đầu hoạt động bán trú, tỷ lệ trẻ ra lớp của trường mầm non Bình Hưng, thành phố Phan Thiết đã tăng gần gấp đôi so với ngày đầu tiên trẻ đi học trực tiếp. Các lớp học đã dần ổn định và đi vào nề nếp. Trẻ mạnh dạn và tích cực tham gia vào các hoạt động vui chơi, học tập dưới sự hướng dẫn, động viên, khích lệ của các cô giáo. Dẫn trẻ rửa tay, sát khuẩn và đeo khẩu trang để chống dịch bệnh và để tạo niềm tin cho phụ huynh khi đưa bé đến trường. Dạy học và tổ chức hoạt động bán trú trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, nhất là số lượng học sinh và cả thầy cô giáo bị F0 khá nhiều. Các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như các khâu liên quan. Theo đó, việc vệ sinh khử khuẩn và các biện pháp đảm bảo sức khỏe tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên. Các bếp ăn tập thể, dụng cụ được vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ. Các loại thực phẩm để chế biến món ăn đảm bảo tươi sống, giàu chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ. Khi trường tổ chức bán trú thì có hợp đồng các cái thực phẩm và có cam kết giữa các cái người giao thực phẩm có thực hiện tốt cái công tác bán trú cũng như là phòng chống dịch trong nhà trường. Trong khi mà chế biến thì các cô có phân chia theo định lượng và đưa thực phẩm đến cho từng lớp. Các cô đã vệ sinh và tổng hợp tất cả các khoảng vệ sinh từ trước trường lớp cho đến sân đến nhà bếp. Ngày hôm nay bán trú thì thực đơn là các cô lên rất là kỹ bởi vì nó tăng sức đề kháng cho cháu thì có thêm những cái khoản như là uống nước chanh, uống nước cam. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, các trường tổ chức hoạt động bán trú phải phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở thống nhất tự nguyện của phụ huynh. Trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó ưu tiên tổ chức ăn ngủ nghỉ ngay tại lớp, không dùng chung đồ dùng cá nhân, đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe, tránh ngộ độc thực phẩm trong trường học. Theo ghi nhận thực tế, trong ngày đầu tiên tổ chức hoạt động bán trú, các cơ sở giáo dục đều tuân thủ các quy định, hướng dẫn của ngành, từ đó tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh, học sinh. Thưa quý vị, chỉ sau một ngày các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 2 buổi một ngày và tổ chức bán trú, chiều hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận có văn bản số 444 về việc tạm dừng việc tổ chức dạy học 2 buổi một ngày và tổ chức bán trú. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng và trường học có chiều hướng gia tăng. Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, Sở đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tạm dừng tổ chức dạy học 2 buổi một ngày và tổ chức bán trú từ ngày hôm nay 1 tháng 3 năm 2022, chỉ tổ chức học 1 buổi một ngày cho đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng thời lượng tối đa để tổ chức dạy học trực tiếp một buổi trong ngày cho học sinh để đảm bảo hoàn thành chương trình môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, siết chặt việc thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang. Thưa quý vị, xuyên suốt 7 ngày trong tuần, Công an thành phố Phan Thiết tăng cường lực lượng phối hợp với Công an các xã, phường, triển khai 2 tổ làm căn cước công dân cho học sinh khối lớp 9 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Với quyết tâm, đến thời điểm thi tuyển vào lớp 10, các em có thể căn cước công dân để thuận tiện khi thực hiện các thủ tục. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tại trường trung học cơ sở Hùng Vương, rất đông học sinh khối lớp 9 đến làm thủ tục cấp căn cước công dân.
Ban giám hiệu nhà trường cử giáo viên hướng dẫn và bố trí các em ngồi đúng theo từng lớp, giữ khoảng cách, đảm bảo tốt 5K. Cán bộ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Phan Thiết vừa triển khai nhiệm vụ vừa tận tình chỉ bảo cho các em thực hiện đúng các thao tác khi làm thủ tục để tiến độ nhanh gọn và đạt hiệu quả cao nhất. Không kể các thứ bảy chủ nhật mà chúng tôi đã làm cho hiện nay đến trường này là trường thứ 6, chúng tôi cũng đã làm đến trường toàn tất cả 13 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Đến nay, Công an thành phố Phan Thiết đã triển khai làm thủ tục cấp căn cước công dân cho học sinh khối lớp 9 tại 6 trên 13 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Thay vì các em phải đến trụ sở công an để làm thủ tục cấp căn cước công dân theo quy định, thì nhà trường và Công an thành phố đã chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ ngay tại trường, giúp các em thuận lợi và kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch. Trường cũng đã phối hợp với bên công an tổ chức cho các em làm một cách là nghiêm túc, trật tự và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đi làm căn cước công dân thì con cảm thấy rất là vui, đồng thời cũng con cảm thấy nó rất ít trong cái việc tuyển sinh cũng như công việc của con. Công an thành phố Phan Thiết nỗ lực trong thời gian sớm nhất sẽ hoàn thành việc làm thủ tục cấp căn cước công dân cho khoảng 2.000 học sinh khối lớp 9 ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Đến khi các em vào lớp 10 sẽ có thẻ căn cước công dân, thuận tiện trong tuyển sinh và nhập học vào trường mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thực hiện các chính sách miễn giảm thuế cùng với số nợ động thuế cao, nên số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh từ đầu năm đến nay chỉ đạt gần 16%. Theo thống kê của Chi cục Thuế khu vực Đức Linh, Tánh Linh, 2 tháng đầu năm 2022, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh là 11 tỷ đồng, đạt gần 16% chỉ tiêu pháp lệnh. Trong bối cảnh ngành thuế đang thực hiện các chính sách miễn giảm thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp, nên đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, số nợ đồng thuế của huyện Tánh Linh hiện tại lên tới 26 tỷ đồng, gồm nợ nghĩa vụ tài chính và nợ ngoài quốc doanh. Riêng khoản nợ ngoài quốc doanh chiếm khoảng 37% tổng thu ngân sách. Thời gian tới, bên cạnh thực hiện chính sách miễn giảm thuế VAT theo Nghị định 15, huyện Tánh Linh sẽ tăng cường quản lý thu nợ đồng thuế, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao ở mức cao nhất. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân gần 31 tỷ đồng cho 8 trường hợp người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với hơn 10.600 lao động tại các huyện Đức Linh, Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, thị xã La Di và thành phố Phan Thiết. Các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi thuộc các lĩnh vực xây dựng, vận tải, giáo dục, may mặc, trong đó số lượng người lao động chủ yếu ở các công ty may mặc. Trong số các đơn vị vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất có Công ty Cổ phần May Bình Thuận Nhà Bè với số lượng lao động lên đến 2.100 người với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục nhận hồ sơ để giải quyết cho vay đối với người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 25 tháng 3 năm 2022, giải ngân đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Việc cho vay vốn với lãi suất 0% thời gian 12 tháng để hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất là một trong những chính sách kịp thời của Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Giá xăng dầu liên tục tăng cao đã gây ra nhiều khó khăn cho ngư dân Bình Thuận nói chung và huyện Phú Quý nói riêng. Tuy nhiên, đã là sinh kế và là nghề truyền thống của gia đình, ngư dân Phú Quý vẫn nỗ lực đưa thuyền vươn khơi. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện đảo. Phú Quý hiện có 1.560 tàu thuyền hoạt động đánh bắt và thu mua hải sản trên biển. Trong đó, phương tiện dài 15 mét trở lên là 530 chiếc, công suất từ 90 sức ngựa trở lên là 580 chiếc. Từ sau Tết Nguyên Đán, thời tiết không thuận lợi, dịch COVID-19 vẫn gây tác động tiêu cực, cộng thêm giá xăng dầu liên tục tăng, khiến chi phí của những chuyến biển khá cao. Khắc phục khó khăn, các chủ thuyền vẫn nỗ lực đưa phương tiện vươn khơi trong điều kiện tính toán kỹ lưỡng về nhiên liệu, hình thức đánh bắt và cả thời gian bám biển. Lợi nhuận không nhiều, thậm chí có chuyến lỗ vốn. Tuy nhiên, với đặc thù là một huyện đảo chuyên đánh bắt và thu mua hải sản, ngư dân Phú Quý vẫn tiếp tục ra khơi để vừa giữ ngư trường, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương liên quan tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập hồ chứa thủy điện.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn yêu cầu các chủ đầu tư dự án thủy điện, chủ đập hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn đập hồ chứa thủy điện, tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa không đảm bảo an toàn. Các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện có dự án thủy điện, đập hồ chứa thủy điện theo chức năng nhiệm vụ đôn đốc các chủ đầu tư dự án thủy điện đang xây dựng. Trong đó, rà soát lắp đặt hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định. Thường xuyên giám sát đảm bảo công trình vận hành tuân thủ quy trình, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho đập và vùng hạ du đập, hồ chứa nước. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện hạ du các đập hồ chứa thủy điện xây dựng và phê duyệt bản đồ ngập lụt để cung cấp cho chủ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin sáng đến nay xin được tạm dừng. Kính chúc quý vị ngày mới nhiều sức khỏe. Thân mến, chào tạm biệt.